chào các bạn, mình chuyển qua cái chủ đề 8 của buổi học hôm nay là sẽ trình bày các bạn các phần session và cookie cho ngôn ngữ lập trình với trình web 2 với ngôn ngữ web gateway. Nội dung của bài hôm nay sẽ chia ra làm hai phần chính. Phần đầu tiên là các bạn sử dụng cookie như thế nào, và phần thứ hai là mình đã sử dụng session như thế nào trong ngôn ngữ gateway và các ứng dụng tương ứng của hai cái kỹ thuật này. Đầu tiên là phần sử dụng cookie, thì đây là cái phần giới thiệu về thế nào là cookie. Cookie là một cái tập tin được lưu xuống từ server xuống máy của người dùng, có nghĩa là cụ thể là lưu xuống trình duyệt web. Thì mỗi lần client gửi một cái request lên server, đồng thời server sẽ kiểm tra và coi là có cần phải lấy cookie lên hay không. Nếu cần xử lý lấy cookie thì server sẽ yêu cầu client cung cấp cái cookie lên. Sau đó thì các điều khiển xử lý thông tin như là lấy hoặc là lưu cookie sẽ do server chỉ định chứ không phải là do client chỉ định. Thì thông thường để sử dụng lưu các thông tin cá nhân của client lên cho người dùng, lấy ví dụ như lưu mật khẩu của người dùng, lưu thông tin thẻ của người dùng ở dưới client. Rồi, thế đây làm gì đây? Rồi, đây là cái thao tác ghi cookie xuống, và đây là cái thao tác mà khi mà có yêu cầu đưa cookie lên. Thì xin trình bày lại đây một tí. Tôi lấy ví dụ, các bạn có để ý mấy trang login không? Bất kỳ một cái trang đăng nhập vào một hệ thống nó có cái phần remember password, các bạn nhớ không? Remember password, các bạn check vô chủ remember password. Thì remember password không có nghĩa là server sẽ lưu cái password của mình vào trong cái database của server. Thì nếu các bạn muốn kiểm tra, các bạn rất là dễ, các bạn ví dụ như vào trong cái máy tính bàn, các bạn vào trang yahoo.com, các bạn check vô remember password, xong các bạn log in vô bình thường, xong các bạn log out ra lại cũng ở cái máy bàn đó, các bạn vào lại trang Yahoo và các bạn vào trang đăng nhập, thì các bạn thấy cái mật khẩu của mình đã được lưu sẵn xuống rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên nếu các bạn đi qua cái máy laptop của mình cũng vào lại trang Yahoo thì các bạn sẽ thấy cái remember password không có check, và cái hai cái tích bốc username password của mình cũng không được tự động điền vào. Lý do tại sao? Tại vì ở cái máy đổi bàn, cái trình duyệt ở máy đổi bàn đã lưu mật khẩu giùm mình, nhưng mà qua cái máy laptop thì cái trình duyệt không có lưu. Chứ ha, thì tại sao mà cái trang Yahoo biết được cái mật khẩu nào của ai để nạp lên? Thì tôi sẽ trình bày cái cơ chế như sau. Các bạn lấy một cái form login xuống, lấy cái form login xuống thì sẽ ra phải trả được cái form xuống, trả được cái form xuống. Thì các bạn điền username, mật khẩu, các bạn check vô cái checkbox remember password, các bạn nhớ password giùm tôi, thì các bạn bấm nút send. Thì send thì ba cái thông tin username, password và cái checkbox có được check hay không gửi lên server. Thì server sẽ kiểm tra đăng nhập cho người dùng ok bình thường. Thì qua bữa sau mình học ra đây thì mình sẽ học cái kỹ thuật gọi là làm login tương ứng. Tuy nhiên ở đây thì mình sẽ làm cái việc gọi là giả sử đã kiểm tra database toàn thỏa thuận hết trơn rồi, thì ở dưới đây mình đã kiểm tra cái checkbox là remember password. Thì remember password sẽ ra biết được lúc mà xử lý anh này có nhu cầu ghi nhớ mật khẩu, thì lúc đó server sẽ viết một cái lệnh gọi là ghi cookie xuống. Thì cái lệnh ghi cookie sau khi ghi xuống á, thì cái lệnh set cookie này sẽ được ghi xuống. Thì cái lệnh set cookie á, sẽ được ghi ngầm với trình duyệt, người dùng hoàn toàn không biết. Server sẽ báo với trình duyệt biết là anh này có nhu cầu ghi cookie, và nội dung cookie là gì đây, mật khẩu là ABCDS đó, đưa xuống thì chuyển về cho server, server chuyển về cho client, thì client sẽ tự động lưu cái file cookie xuống, lưu xuống. Và cái bước xử lý đăng nhập như thế nào thì phía sau thì mình không cần quan tâm, mình chỉ quan tâm lần đăng nhập kế tiếp. Lúc mà đăng nhập kế tiếp trên người dùng gửi một cái request lên server với người gửi câu một web yahoo.com sự đăng nhập .bsd gửi lên server, thì khi mà nhận được cái request đó, server sẽ tìm ra cái trang đăng nhập. Thì trong trang đăng nhập, trong đó phải có một cái lệnh gọi là nạp cookie. Thì sẽ nạp cookie, thì ở trong cái lệnh nạp cookie đó thì server và các bạn phải viết lệnh là chỗ này nè, mật khẩu nè, cái tích bốc mật khẩu nè, anh điền cái cookie, điền cái username password vào trong hai cái tích bốc đó giùm tôi. Thì tại cái lệnh đó server phải thực
cần cái lệnh gọi là lấy cookie. Thì cookie không được lưu ở server nhé, thì mời các bạn ạ. Cookie là một tập tên được lưu, được server lưu tạm xuống ở máy client, có nghĩa là lưu tạm xuống ở trình duyệt. Thì tại thời điểm đó, tại thời điểm xử lý cái lệnh gọi là điền hai cái username và password vào trong hai cái tab tương ứng, thì cái server sẽ yêu cầu trình duyệt cung cấp bổ sung một cái file cookie. Thì lúc mà gọi lệnh bổ sung như vậy á, gọi cái lệnh bổ sung á, thì ở dưới người dùng hoàn toàn không biết cái kích hoạt đó, thì server sẽ nhận được một cái lệnh ở phía dưới này. Thì cái lệnh dưới này á sẽ gửi cái file cookie mà nó tìm được dưới đây điền tìm lên, và người trên server sẽ viết lệnh để rút trích những cái thông tin liên quan lưu vô hai cái tab tương ứng. Thì cookie lấy như thế nào và ghi xuống như thế nào mình sẽ được trình bày ở phía sau. Thì đó là một cái ví dụ cho bạn cơ chế. Thì sau khi lấy cookie ra điền vô cái form đăng nhập, thì nó sẽ ăn những cái trang web có form đăng nhập về. Lúc đó người dùng cảm thấy là username password được điền sẵn chứ ha. Là đây là cái cơ chế làm việc của cookie. Thì ở đây xin nói thêm một tí, hiện nay những cái trình duyệt thế hệ mới đều có chức năng remember password. Thì cái chức năng remember password đó của trình duyệt chứ không phải là của cookie nữa, có nghĩa là trình duyệt tự lưu và tự quản lý ở phía dưới, người dùng không cần phải thực hiện cái tính năng cookie này. Tuy nhiên có một số trường hợp trong web cần phải lưu cookie một số cái tính năng cơ bản, lấy ví dụ như hệ thống mới đồ là một cái hệ thống một cái hệ thống quản lý học tập mà trong đó có xài đến cookie rất là nhiều. Rồi, thì đây là một số cái cú pháp. Đây bao gồm gọi là lệnh ghi cookie, lệnh lấy giá trị của cookie và lệnh xóa cookie. Thì đây là ba nhóm lệnh mà tôi đã trình bày trong môn học cho các bạn ở đây. Thì các bạn sẽ sử dụng ba cái nhóm lệnh này. Đầu tiên là lệnh ghi cookie. Lệnh ghi cookie, các bạn sẽ ghi cookie thông qua cái lệnh gọi là set cookie. Thì cái lệnh set cookie này có rất là nhiều tham số, bao gồm name, value, expire, path và domain. Thì trong đó có hai giá trị bắt buộc phải có, đó gọi là name và value. Name và value. Name là cái gì? Name là cái tên mà cái biến cookie sẽ chứa. Cookie là một cái mảng ha, các bạn chú ý ha, cookie là một cái mảng, mảng hai chiều, giống như cái bài mà upload file, cái biến mà file là một cái biến hai chiều, thì cookie cũng là một cái mảng hai chiều. Thì mỗi phần tử sẽ là một cái cookie, và trong cookie nó sẽ là một cái mảng một chiều theo tên chứa những thông tin bắt buộc này. Rồi, thì đây là name cookie, value là cái giá trị của cookie tương ứng, expire là cái khoảng thời gian mà cookie hết hạn. Có nghĩa là khi các bạn lưu cookie xuống, các bạn phải ghi là cái cookie này có giá trị sử dụng đến bao lâu. Hết thời gian sử dụng đó thì cái cặp giá trị username password không có giá trị sử dụng, mặc dù nó đúng. Mặc dù nó đúng, các bạn chú ý ha. Path là đường dẫn đến cookie được gửi đến. Và cuối cùng là domain là xác định tên miền mà cookie sẽ gửi đi. Tùy vào những cái thông số thì hai cái thông tin này sẽ do Bitbu quy định. Nếu các bạn cố tình sửa thì mình phải hiểu cơ chế của nó sửa được. Thì chú ý một tí, lệnh set cookie và lệnh ghi cookie này bắt buộc phải xuất hiện trước thẻ HTML. Nghĩa, có nghĩa là trước khi lệnh HTML bắt đầu chạy thì cái lệnh cookie này phải có trước. Chú ý ha. Còn lệnh lấy cookie, các bạn lấy cookie lúc nào cũng ok, nhưng mà nếu mà có ghi cookie các bạn phải ghi trước khi cái thẻ HTML xuất hiện trong cái file mã lệnh. Thì ở đây có hai hàm, một hàm gọi là set cookie và hàm set raw cookie. Set cookie thì sẽ ghi cookie ở name và value. Set raw cookie ý hệt vậy, không khác gì, chỉ khác đúng một chỗ. Nếu các bạn set cookie bình thường thì tất cả những cái giá trị này sẽ được mã. Nói mã chứ thực chất là trình duyệt đọc được, trình duyệt đọc được, web server đọc được. Riêng các bạn ghi raw cookie này thì những cái dữ liệu các bạn ghi trong textbox hay là password gì đó nó sẽ lộ ra như sì, tức là người dùng ghi gì sẽ ghi như sì vậy. Thì mặc định là các bạn nên sử dụng là set cookie, tránh trường hợp ghi set raw cookie. Nếu trường hợp cần thiết thì mình ghi raw cookie thôi. Một số trường hợp cần phải chứng thực, cần phải có sự giám chứng của người sử dụng web, thì lúc đó mình sẽ để raw cookie để người dùng có thể tự kiểm tra lại được. Rồi, muốn lấy giá trị cookie, các bạn lấy thông qua cái mảng cookie.
thông qua cái mảng gọi là cookie. Cái mảng này cũng là một cái mảng toàn cục của PHP, cho các bạn không được đặt trùng, và tên của cái mảng này cũng phải viết hoa như vậy. Thì các bạn muốn truy xuất phần tử nào thì các bạn truy xuất thông qua tên, cần gọi tên cookie. Thì khi các bạn gọi cookie, tên cookie này thì mặc định nó sẽ ra cái file. Còn nếu các bạn muốn biết cái API của nó là bao nhiêu, các bạn mở thêm cái ngoặc ra, truyền thêm cái API vào thì các bạn sẽ có giá trị tương ứng. Dạ ha, dạ. Thì đây là lệnh xóa cookie. Thật sự không có lệnh xóa cookie, do cái lệnh cookie này có một đặc trưng là có cái ngày hết hạn. Thành ra các bạn để xóa một cookie, các bạn có thể gọi lệnh set cookie, tên cookie, sau đó các bạn không cần điền giá trị, nhưng mà các bạn điền cái expire của nó bằng time. Time là lấy giờ hiện hành trừ cho 3600, có 3600 giây sẽ là 1 phút. Thì trừ đi 1 phút thì cho thời gian lùi lại 1 phút. Thì lúc đó thì các bạn sẽ bị, cái cookie này sẽ bị hết hạn sử dụng, coi như cũng như là bị xóa cookie đây. À rồi, mình nói ha. Dạ, thì đây là một cái ví dụ về username password mà tôi đã trình bày với các bạn, phần đó. À. Các bạn thấy không? Cookie điền vô, xong rồi trả về cho người dùng. Được ha? Dạ. Thì bây giờ mình qua cái phần thứ hai của bài hôm nay, đó là cái kỹ thuật sử dụng session trong web đây. Có thể nói session là một công cụ cực kỳ mạnh trong quá trình lập trình web, đặc biệt là web server. Bất kỳ một ngôn ngữ nào cũng có cái khái niệm session này. Session này, nếu các bạn hiểu, nó gọi là một cái phiên giao dịch. Một phiên giao dịch được định nghĩa như là một lần mà người dùng truy cập đến website. Rồi, thì đây là cái định nghĩa về session. Session là thông tin liên quan đến trình duyệt mà được server lưu trữ trên bộ nhớ của server. Các bạn chú ý ha, đây là lưu trữ trên bộ nhớ, không lưu dưới tập tin. Thành ra nếu server bị tắt thì tất cả những thông tin trên session đều bị xóa. Rồi, việc sử dụng session được lưu định danh duy nhất cho từng client. Mỗi trình duyệt web khi mà truy cập đến server, mỗi máy tính sẽ có một cái định danh session duy nhất. Tuy nhiên thì có một cái ngoại lệ một tí. Nếu mà cùng một máy tính các bạn vừa mở Firefox, vừa mở IE, thì giữa Firefox và IE sẽ có coi như là hai cái máy tính khác nhau. Do đó các bạn có thể kiểm tra test mấy cái session này bằng cách sử dụng hai cái trình duyệt web khác nhau. Tuy nhiên giữa IE, trình duyệt Internet Explorer của Microsoft với trình duyệt Chrome của Google là hai trình duyệt đó xài chung session. Chú ý phần đó ha. Rồi, thì mục đích của việc lưu biến session là nhằm cho việc sử dụng những cái biến dùng chung cho các trang web khác nhau trong cùng một website. Có nghĩa là giữa trang chủ và trang đăng nhập, nếu các bạn cần chia sẻ dữ liệu giữa hai trang chủ và trang đăng nhập thì các bạn có thể lưu trữ những cái dữ liệu đó trong một cái vùng nhớ gọi là vùng session như vậy. Rồi, thì đây là cơ chế làm việc của session. Khi mà trình duyệt web lần đầu tiên gọi lên server, trình duyệt web gọi tên đầu tiên lên server, thì server sẽ cấp một cái biến session. Thì cái biến session star này sẽ kích hoạt cái việc trình duyệt, phát sinh ra một cái cookie. Thì cookie này sẽ lưu ở dưới cái máy chủ, lưu ở dưới máy khách, tức là máy client của người dùng, và client sẽ phản hồi lại cái ID, và cái ID này sẽ lưu chung với cái session của người dùng. Thành ra là mỗi cái session, mỗi cái người dùng khác nhau với một cái máy tính khác nhau, thì khi truy cập cùng một website, anh sẽ có cấp một cái vùng nhớ gọi là session riêng khác nhau cho mỗi người dùng. Và vùng nhớ này sẽ nằm trên bộ nhớ của máy server. Do đó, một cái máy tính mà được một cái máy server có mạnh hay không là nhờ vào cái vùng nhớ nó đang có. Tại vì tất cả các website khi chạy thì sẽ có nhiều người truy cập tại cùng một thời điểm. Mỗi thời điểm thì nó sẽ cung cấp ra vùng nhớ session. Nếu mà người lập trình sử dụng session quá nhiều thì sẽ sinh ra tốn vùng nhớ của server sẽ rất là nhiều. Do các bạn thấy là những cái web server có cái bộ nhớ máy tính rất là to, đến khoảng chừng 256 GB vào bộ nhớ. Mình bình thường mình laptop mình có 4 GB là mình xài phào phào rồi, nhưng mà server phải có rất là nhiều bộ nhớ để phục vụ cho những cái session này. Để sử dụng session thì đầu tiên các bạn phải khởi động session. Thì việc khởi động session, các bạn bắt buộc phải đặt trước thẻ HTML giống như cookie vậy.
cái phần đó bắt buộc ha. Rồi để đặt cái session thì khởi động session, các bạn gọi session star này đặt ở đầu các trang web mà có sử dụng session. Tôi lấy ví dụ trang chủ không sử dụng session không sao, nhưng mà trang đăng nhập các bạn sử dụng session thì lúc đó các bạn phải ghi là session star ngay ở đầu trang. Thì thông thường tôi nói các bạn là trang nào chắc chắn cũng xài session mà, không có trang nào không xài hết trơn á. Thành ra là các bạn sẽ dồn ghi cái biến session này ngay ở đầu file, không ghi hai lần, ghi ở đầu file và ghi ở đầu chủ thể HTML luôn. Thì việc đọc ghi session này thông qua cái mảng, ở đây không có hàm để đọc ghi, ở đây chỉ thông qua cái hình mảng. Thì tuân theo cú pháp của mảng của PHP, khi nào các bạn sử dụng các bạn chỉ cần ghi tên mảng và điền giá trị vào. Thì ở đây là một cái ví dụ mảng biến là một cái một cái phần tử mà mang giá trị là giá trị đơn, còn đây là ví dụ là session mà lưu giá trị là một cái mảng, lưu giá trị một cái mảng. Thì khi lưu giá trị một cái mảng thì các bạn phải khai báo mảng chứ bạn. Session ví dụ như biến này biến giỏ hàng, giỏ hàng mình sẽ có nhiều phần tử trong đó, một giỏ hàng có nhiều phần tử đúng không? Biến giỏ hàng khai báo làm cái mảng. Thì giỏ hàng thì mỗi lần mình bỏ một món hàng vô thì mình sẽ bỏ vô đây, bỏ vô trong phần tử, bỏ vô đây. Thì đây là cái cách khai báo session cho giá trị đơn và cho giá trị mảng. Rồi thì đây là có một cái hàm đặc biệt, các bạn phải kiểm tra một cái biến session có tồn tại trước đó hay không. Nếu chưa tồn tại thì các bạn không nên xài nha. Để các bạn cố tình truy cập đến một vùng nhớ mà không có giá trị, không được cấp phát thì nó sẽ phân lỗi ở phía PHP. Rồi để hủy biến session, để hủy một cái biến session các bạn gọi lệnh insert cho cái biến này. Hủy biến session có nghĩa là trong session này các bạn sẽ hủy cái biến trong đây. Ví dụ như ở đây tôi khai báo một cái biến đơn, khai báo một cái biến mảng, các bạn đều là session ra, session ra là cái biến này. Các bạn hủy, các bạn gọi lệnh insert thì cái biến session này sẽ được hủy, còn những cái biến session khác, những cái biến khác trong cái session vẫn được lưu trữ vậy. Còn các bạn muốn hủy luôn cả session, tức là tất cả biến trong session phải hủy, thì lúc đó các bạn gọi lệnh session destroy. Thì nếu các bạn gọi lệnh session destroy này á, thì coi như giống như các bạn là log out trong web thì các bạn có hủy session được. Hoặc là các bạn trước khi tắt trình duyệt thì nó là cái web server sẽ tự động hủy session cho cái trình duyệt tương ứng đó. Thì đây là một số lệnh tương ứng. Rồi, thì ở đây có một số cái phần cấu hình đối với session. Những cái tham số được cấu hình với session thì sẽ được gọi gọi trước cái hàm session star, tức là cái hàm init được lưu trong PHP này á, cấu hình này sẽ được lưu cặp giá trị tương ứng. Thì đây là tập những cái parameter và những cái giá trị mặc định nếu các bạn muốn thay đổi. Đó ví dụ như là session auto star, tức là không cần phải gọi session star thì nó cũng khởi động. Thì lúc đó các bạn gán đi bằng giá trị 1, mặc định là 0. Rồi, cookie lang time là thời gian tồn tại của session, thì cái này tùy thuộc vào sự tồn tại của cookie. Thành ra là để không thì sẽ vô thời hạn, mặc định tùy thuộc cho trường hợp. Thì session name thì nó có cái tên tương ứng là vậy. Ok ha. Đây là danh sách những cái tập trình tương ứng. Thì thông thường những cái giá trị này các bạn chỉ được xài khi nào các bạn đã thuộc dạng là lập trình nâng cao cho ngôn ngữ PHP, thì mình sẽ xài đến những cái giá trị tham số liên quan session này. Thì trên slide tôi chỉ trình bày cho các bạn để cho các bạn biết là có những tham số tương ứng, khi nào xài đến thì mình sẽ sử dụng và tra cứu trên internet một tí. Hay khá là nhiều hàm trong đó. Thì đây là một cái ví dụ này gọi là đếm số lần duyệt một trang web của một user. Có nghĩa là khi mà một user vào trang web, anh đã duyệt những trang web nào, bao nhiêu trang trong cái website của tôi thì tôi sẽ đếm cho mình. Các bạn hiểu không? Ví dụ trang web tôi có 10 trang nhưng mà dùng qua trang một, trang chủ, sau đó qua hai trang nữa thì cái biến đếm này sẽ là 3 trang để biết người dùng đã vào 3 trang web. Tại sao cần cái này đây? Cái này có một từ, một ví dụ này có vẻ khá không có thực tế. Ngã thường đếm số người dùng trong cái website đó đúng không? Ngã đây đếm số lần duyệt một trang web cho một user. Thì lúc đó thì các bạn có thấy là user sẽ có nhu cầu. Hiện tại trên thế giới có một số nhu cầu sử dụng website mà người ta gọi là theo dõi người dùng, để biết người dùng có thói quen thường truy cập những trang nào đầu tiên. Đó là lý do tại sao là người ta nói là tùy thuộc vào người dùng. Ví dụ như người dùng này khi vào trong web mua hàng của các bạn, người dùng thường hay đi mua vào cái quầy hàng thực phẩm. Vậy tại sao mình không đặt cái menu thực phẩm lên đầu mà phải đặt menu thực phẩm xuống cuối? Nhưng mà đối với người dùng khác thì cái người dùng đó lại thích đi mua sắm quần áo hơn thay vì mua thực phẩm trong web của mình. Thì lúc đó cái menu bán quần áo sẽ được đặt lên trên. Thì trước đó các bạn muốn biết ai thích cái gì đầu tiên thì các bạn sẽ biết người dùng truy cập trang web nhiều
trang web nào sẽ được truy cập nhiều và truy bao nhiêu lần. Thì đây là một cái ví dụ để đếm số trang, số lần duyệt trang của một user. Thì ở đây tôi thấy là cái trang đếm số lần này tôi sẽ khởi đầu bằng session star. Bây giờ tôi cần đếm số lần nào. Sau đó tôi kiểm tra cái biến count này đã có chưa. Nếu cái biến count này, cái biến count trong cái session đã có rồi, except mà bằng true, thì lúc đó tôi sẽ tăng biến count lên 1. Ngược lại tôi sẽ gán biến count bằng 1, tôi lần đầu tiên anh truy cập mà. Thì sau đó thì các bạn cứ chạy liên tục này thì cái trang web này sẽ truy cập. Thì cứ mỗi lần các bạn refresh trang web là đến 5 để làm tê lại cái trình duyệt thì các bạn sẽ có một lần duyệt web một lần. À, chú ý phần đó ha. Thì khi nào mà học trực tuyến thì tôi sẽ demo cái này cho các bạn để cho cái phần này chi tiết cụ thể hơn. Rồi, đây là một cái ví dụ khác cho session, đó là ứng dụng session cho việc login. Làm thế nào để ngăn người dùng không truy cập vào cái trang web nếu chưa đăng nhập. Thế đây người ta ý tưởng đưa ra là mình dùng một cái biến session. Một cái biến session có ghi là e-login. Nếu anh đã login rồi tôi sẽ ghi true hay là phone. Anh lock out cái từ cái biến login này sẽ là bằng phone. Cái thứ hai, tôi cần phải lưu username của anh là gì. Và cuối cùng là tôi cứ lưu anh có quyền gì danh trong hệ thống này. Ví dụ quyền admin để quản trị trang web này, hay là anh chỉ làm một cái quyền bình thường thôi, quyền khách hàng bình thường thôi, hay là anh là quyền của khách VIP. Thôi ha. Rồi, thế đây, ứng dụng cho login sẽ gồm có 4 bước. Bước 1, các bạn tạo ra một trang login, yêu cầu người dùng nhập username password. Bước thứ hai, các bạn tạo một trang gọi là vdesuser.db. Trang này là trang mà trang login.html sẽ chuyển dữ liệu về. Thì ở đây các bạn sẽ kết nối các sở liệu. Thì ở phần này mình sẽ học ở trong những cái bài học kế tiếp. Thì giả sử ở đây người ta kết nối hợp lại thì các bạn sẽ gắn vô cái biến e-login sẽ bằng true. Các bạn lưu ý là phải đặt giá trị mặc định cho biến session là phone khi các bạn khởi tạo một session đầu tiên ở phía sau slide sau. Rồi, thì bước thứ ba là các bạn tạo ra trang logout. Khi người ta logout thì các bạn gán cái biến session này bằng phone thôi chứ không có gì cả. Thì lúc đó thì mình sẽ xử lý. Thì giả sử trong tất cả những trang web mà muốn bảo mật, các bạn thực hiện cái phép kiểm tra sau. Đối với trang quản lý sản phẩm, trang quản lý người dùng hay là trang quản lý hóa đơn, thì lúc đó các bạn thấy là session star, các bạn kiểm tra coi là đã login chưa. Nếu mà anh cái biến login này đã có giá trị rồi thì mình sẽ kiểm tra anh đã login bằng true hay phone. Nếu bằng phone thì mình sẽ chuyển về trang login. Cái lệnh header này là cái định lệnh dùng để chuyển trang trong web đi. Thì các bạn lưu ý là lệnh header này không được nằm sau bất kỳ một thẻ HTML nào. Thì nếu các bạn đặt sau thì nó sẽ không có tự động chuyển trang được. Chú ý phần đó ha. Và một ứng dụng thứ ba của một cái session, đó là ứng dụng session để xây dựng giỏ hàng. Ứng dụng session để xây dựng giỏ hàng shopping cart. Thì xây dựng giỏ hàng này có một số bước sau. Thứ nhất, mình xây dựng cái trang hiển thị thông tin sản phẩm. Thì trang này các bạn thấy gì gồm có gì ta? Gồm có một cái hình, một cái textbox thêm cái này vào giỏ hàng. Thì giỏ hàng hiện tại của mình sẽ là không. Thì mình có nhiệm vụ là thêm xong thì nó quay lại trang web này, đúng không? Cứ thêm 1 thì nó sẽ tăng 1, thêm 2 sẽ tăng lên 2, đúng không ạ? Sau đó thì mình sẽ có kỹ thuật để lưu ở đây. Kỹ thuật để lưu ở đây bằng cách là có nhiều cách. Ở đây tôi sử dụng cái cách là dùng cái mảng 2 chiều, dùng hai cái mảng 1 chiều. Hai cái mảng này sẽ lưu ở biến session, một cái biến gọi là mặt hàng, một cái biến là số lượng. Tương ứng với một mặt hàng tôi sẽ có số lượng tương ứng. Rồi mình có một trang là trang xem giỏ hàng đưa vào đây. Thì xem giỏ hàng này tôi thực chất là tôi duyệt hai cái mảng này và tôi đi ra thôi. Tôi lấy ví dụ tôi chạy vòng for cái mảng mặt hàng này, mỗi vòng for sẽ ra một dòng vậy, mỗi vòng for ra một dòng. Thì mỗi lần một dòng vậy á, tôi lấy tên của mặt hàng ra, tên mặt hàng ra, và sau đó tôi lấy cái số lượng tương ứng 13 13, một bước hai sẽ ra là 2, bước 3 sẽ ra là 7. Áo dụ vòng pha vậy. Rồi tiếp là mua tiếp tục mua hàng, thì đây là cái phần quay lại đây, và cuối cùng là phần thanh toán. Thì phần thanh toán là ghi xuống cơ sở liệu. Ở đây mình chưa học cơ sở liệu thành ra mình không ghi xuống cơ sở liệu, nhưng mà ở đây các bạn cần nhớ là mình cần phải xóa session ở đây. Và sau khi xóa session xong á, mình sẽ quay về cái trang mua hàng tiếp để cho người dùng có thể mua hàng tiếp nữa, chứ không phải là xóa session xong là mình sẽ dùng rồi. Các bạn lưu ý đây á, ở đây tôi chỉ cần xóa biến session thôi, không cần phải xóa nguyên cái session. Tại vì những cái biến array này, mảng này tôi cần tái sử dụng lại cho lần mua hàng kế tiếp. Được ha. Và nếu trong trường hợp này các bạn xây dựng những ứng dụng quan trọng, ví dụ những ứng dụng ngân hàng, thì khi mà kết thúc giao dịch, ví dụ như kết thúc giao dịch xong là tôi sẽ bắt anh login lại. Tại vì anh xóa biến session đó là coi như xóa luôn cái phần login của người dùng rồi, thành ra là các bạn phải lưu session lại.
Thì đây là một cái ví dụ mà ứng dụng về giỏ hàng. Thì trong buổi trình bày trực tuyến, tôi sẽ trình bày cho bạn cái cách code như thế nào và cái cơ chế code như thế nào. Trên đây chỉ là cái ý tưởng để cho các bạn có thể làm việc với cái phần session này thôi. Rồi, thì ở đây có một cái bảng so sánh về cái session cookie và database tuần sau, buổi sau mình học, thành ra tuần sau tháng trước. Đấy, thì đây là ba cái kỹ thuật mà dùng để chia sẻ dữ liệu giữa những cái trang web với nhau. Chia sẻ dữ liệu trang web với nhau. Ví dụ như là đối với cái trường hợp các bạn lưu bằng cookie, thì cookie, vị trí lưu cookie sẽ là lưu với client. Thời gian tồn tại của cookie khá là dài, các bạn có thể để cookie một năm cũng được, không sao cả. Kể cả sau khi tắt đi, cookie đó vẫn còn giá trị sử dụng, tại vì anh tùy thuộc vào cái thời gian sử dụng. Số lượng client xài chỉ có một người xài thôi, cookie của người nào thì người đó xài, và có nghĩa là cookie của máy nào thì máy đó xài và không xài chung nhiều máy. Số lượng trang web sử dụng được cookie đó sẽ nhiều trang. Một website có nhiều trang web thì bao nhiêu trang web sử dụng cookie được nhiều trang web. Thì tương tự vậy, session và database đều sử dụng được nhiều trang web với nhau. Tuy nhiên, session thì lưu ở server, thời gian sử dụng của session thì ngắn. Ngắn ở đây là mỗi session chỉ tồn tại đến khi nào mà người dùng ngắt khỏi trình duyệt, tức là trình duyệt không truy cập được cái website đó nữa thì session sẽ bị hủy. Hoặc là trong vòng 30 phút, nếu mà người dùng không có truy cập gì đến cái web server đó thì nó sẽ bị hủy theo luôn. Và số lượng client xài cũng một thôi. Khác với hai cái trên database thì nhiều client cùng xài một database được. Có nghĩa là tôi có thể chia sẻ những cái cookie với nhau lại trên cái phần này được. Thời gian tồn tại dài và vị trí lưu trữ là cũng trên server. Thì đây là bảng so sánh. Thì tùy vào cái trường hợp các bạn muốn thông tin của một trang web được chia sẻ với một người hay nhiều người, thì lúc đó thì các bạn sẽ tùy thuộc vào cái việc là sử dụng cookie cho một người, cho kỹ thuật session hay kỹ thuật cookie hay kỹ thuật database, thì tùy vào việc mình sẽ sử dụng. Thì trong cái buổi online thì mình sẽ làm bài chung với nhau. Thì những cái ví dụ cụ thể thì do kinh nghiệm làm web của tôi thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn khi nào các bạn sẽ xài cookie, khi nào xài session. Những ví dụ tương ứng. Thì bài hôm nay mình đã kết thúc cái phần trình bày cho các bạn là cái kỹ thuật session và cookie trong quá trình lập trình web với ngôn ngữ PHP. Các bạn xem cái ý tưởng ở phía sau làm giỏ hàng là một trong những cái phần mà mình sẽ cần áp dụng để xây dựng cho website của mình. Ok, mình kết thúc bài học ngày hôm nay.